Tại một thị trấn nhỏ cấp 4 thuộc một nơi nào đó ở Hàn Quốc, đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng ly kỳ. Nạn nhân bị chết vì ngộ độc động vật có vỏ. Độc tính của nó mạnh gấp 1.000 lần so với vua kịch độc Natri Hydride. Nhưng vụ án mạng này kỳ lạ ở chỗ, hung thủ sau khi hành hung, không ngờ toàn thân lại bị nứt toát ra và chết ngay ở hiện trường. Sau khi báo cáo nghiệm thi được công bố, cả tổ trọng án đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ hung thủ này là một người đã chết vào 3 tháng trước. Trong tất cả những người có mặt ở trong phòng, duy chỉ có đội trưởng Dung Sung Jun là đoán ra được nguyên nhân. Đây là chú thuật điều khiển thi thể, giết người đoạt mạng. Bởi vì người vợ là phóng viên của anh, cô Im Jin Hee, đã từng đưa tin về một sự kiện liên quan tới chú thuật. Cô đã tổng hợp lại và viết thành một cuốn sách. Đài truyền hình muốn mượn đề tài này để thu hút sự chú ý của dư luận, nên đã cho mời Im Jin Hee tới chia sẻ các vụ án liên quan cụ thể. Không giờ vừa trôi qua, đài truyền hình nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Người bên kia tự xưng rằng mình chính là hung thủ thật sự của vụ án đêm qua, đồng thời chỉ đích danh hẹn một mình Im Jin Hee, tổ chức một buổi livestream trực tuyến vào giờ vàng của ngày hôm sau, để cùng nhau hoàn nguyên lại một cách toàn diện vụ án mạng này. Vì muốn lấy được tin tức giật gân mới nhất, chủ tòa soạn đã chuẩn bị rất đầy đủ toàn bộ tư liệu của vụ án, và còn tuyển dụng cô gái Jersey làm trợ lý cho Im Jin Hee. Nạn nhân là một thành viên nghiên cứu y học nổi tiếng, còn thân phận của hung thủ lại vô cùng đặc thù. Cho tới bây giờ cũng không điều tra ra được tung tích, trên ngực áo rõ ràng có một mã hiệu bằng dòng chữ PM001, dường như là mã code của một loại sản phẩm nào đó. Hoa văn hình ngôi sao trên cánh tay đã bị cảnh sát xử lý như là một hình xăm, nhưng Im Jin Hee biết được rằng hoa văn này hoàn toàn không đơn giản. Ngay trong đêm cô đã gửi hình ảnh hoa văn đó cho giáo sư Tách Dung Ho Ôn điều tra ngọn ngành. Ngày hôm sau khi buổi livestream sắp sửa bắt đầu, đội trưởng Dung Sung Jun đã bố trí sẵn mai phục xung quanh căn phòng tiến hành livestream. Phóng viên nhìn vào lượng khán giả trên mạng đang tăng cao, còn đang lo lắng đây chính là một trò đùa tai quái của cộng đồng mạng khi họ đang buồn chán. Nhưng Im Jin Hee lại vô cùng chắc chắn rằng hắn ta nhất định sẽ tới. Quả nhiên, đội trưởng Dung đã phát hiện ra một người đàn ông thông qua camera giám sát đang đi thẳng tới phòng livestream. Sau khi anh ta cởi nón ra, ánh mắt trông rất hiền từ. Rõ ràng đây chỉ là một ông chú thật thà chất phác mà thôi, hoàn toàn không có vẻ gì giống như một tên tội phạm giết người cả. Nhưng không ngờ ông chú này không những hoàn nguyên lại được chi tiết của vụ án, mà còn công khai ra trước khán giả đang theo dõi trực tuyến trên toàn quốc toàn bộ kế hoạch giết người tiếp theo của mình. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày vào buổi chiều lúc 2 giờ sẽ giết chết một người. Người bị giết lần lượt là giám đốc, chuyên vụ và hội trưởng nổi tiếng của một công ty dược. Muốn ngăn cản anh ta cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần hội trưởng đứng ra công khai xin lỗi công chúng thì bản thân anh ta sẽ cho dừng việc điều khiển thi thể để đi giết người. Xin lỗi ư? Xin lỗi vì chuyện gì? Im Jin Hee còn chưa kịp suy nghĩ tới vấn đề này thì đã bị ông chú này bắt làm con tin và đưa vào trong thang máy. Đội trưởng Dung cầm theo súng và lao theo vào trong, cùng đánh nhau một trận với hung thủ. Im Jin Hee nhân lúc hỗn loạn đã nhặt lấy khẩu súng và hướng thẳng về phía đôi chân của tên hung thủ và bắn liền 2 phát súng. Không ngờ hung thủ không những không bị chảy máu, mà thậm chí còn hoàn toàn không có chút cảm giác. Cho tới khi hoa văn trên cánh tay của anh ta từ từ xuất hiện, Im Jin Hee đột nhiên hiểu ra được điều gì đó. Nhưng lớp da của hung thủ một lần nữa rớt ra, trong phút chốc toàn bộ cơ thể đã hóa thành đất sét. Sau khi biết được việc này, công ty dược vội vàng triệu tập mở cuộc họp đồng sự. Tất cả các lãnh đạo đều có mặt đông đủ. Duy nhất không thấy sự xuất hiện của hội trưởng, con gái của hội trưởng Biumi Jang làm đại diện, nói rằng vụ việc này đã đưa cho pháp luật xử lý, nên mọi người không cần phải hoang mang. Nhưng giám đốc thì lại vô cùng sốt ruột và sợ hãi, bởi vì hung thủ trong buổi livestream chính là thuộc hạ của hắn ta. Cuộc họp đã được kết thúc nhanh chóng, cho tới khi đội trưởng Dung tới điều tra, ngoài mặt là phái người tới bảo vệ, nhưng trong bóng tối thì từng lời nói của anh lại như đang dò xét nguyên nhân mà hung thủ yêu cầu công ty dược phải xin lỗi rốt cuộc là cái gì. Nhưng Biumi Jang lại đối đáp rất trôi chảy và hoàn toàn không có kẽ hở. Chỉ là đối diện trước một vụ trọng án quan trọng như thế, dưới tình huống tất cả chứng cứ đều đang chuẩn xác chỉ về cùng một hướng, thì việc không có kẽ hở chính là kẽ hở lớn nhất. Còn về phía Im Jin Hee, cô đã có được những tiến triển mới. Chuyên gia đã giải thích lai lịch của hoa văn hình ngôi sao này chính là dấu ấn chứng tỏ thi thể được điều khiển bởi chú thuật sư, và muốn điều khiển được thi thể thì bắt buộc phải hội tụ đủ tất cả điều kiện, lấy đất của nơi mà thi thể này đã qua đời hòa với máu tươi của chú thuật sư để chế tạo ra một hình nhân đất sét, vẽ tiếp lên đó khế ước. Cũng có nghĩa là chỉ cần tìm thấy được cái thi thể đó đã chết ở đâu thì có thể vạch trần lớp màn bọc đầu tiên của chú thuật sư. Im Jin Hee đã đi về tòa soạn báo ngay trong đêm và bất ngờ phát hiện ra trong căn phòng làm việc không một bóng người ấy, lại có một bóng hình mặc áo màu đỏ đang lén lén lút lút. Thì ra là tay trợ lý Jersey đang chỉnh đốn lại thiết bị. Sau một loạt các câu hỏi thăm đơn giản, Jersey đã nhắc tới một cái tên. Cái tên này đã khiến cho Im Jin Hee rơi vào trạng thái trầm mặc thật sâu. Cái tên này chính là đứa em gái đã mất tích nhiều năm của Im Jin Hee, là một chú thuật sư đã từng bị ác ma nhập vào cơ thể, Bác So Jin. Đại quân xác sống sắp sửa cập bến, cảnh sát, đặc vụ, cảnh sát chìm. Họ bao vây toàn bộ công ty dược như đang giám sát kẻ địch đến mức rồi mũi cũng khó lọt vào. Các tay phóng viên còn đang cười nói vui vẻ ở một bên. Nhiều người như thế mà vẫn không vây bắt được một cái thi thể hay sao? Nhưng giây tiếp theo, khuôn mặt của Im Jin Hee hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc với sự xuất hiện của một thi thể mặc trang phục màu xám, phía sau nó là cả một đội quân thi thể đông như kiến.
chớp mắt bọn chúng đã tề tựu đông đủ. Ánh mắt của chúng khóa chặt ở vị trí văn phòng làm việc của các lãnh đạo cấp cao. Tiếp theo sau, cùng lúc với sự xuất hiện của hoa ăn hình ngôi sao trên cánh tay, cả đội quân thi thể giống như một cơn bão lao thật nhanh vào tòa nhà. Tất cả lực lượng cảnh sát giống như những tờ giấy mỏng manh, hoàn toàn không ngăn được bọn chúng. Giám đốc vô cùng hoảng sợ, lập tức ra lệnh cho đội trưởng Dung giết chết hết đội quân thi thể, bắn vào chân của bọn chúng. Tuy nhiên đoàn quân thi thể hoàn toàn không e ngại các viên đạn bắn, sau khi đổ gục xuống thì lại lập tức đứng phắt dậy. Bọn chúng chống lại lửa đạn và lao điên cuồng vào lối đi thoát hiểm. Đội trưởng Dung dẫn theo các lãnh đạo cấp cao đi vào thang máy thoát hiểm để rời đi, không ngờ đoàn quân thi thể đồng loạt dừng lại. Sau đó từng thi thể một nhảy xuống tầng 1. Sau khi dừng lại vài giây, ánh sáng màu xanh trên hoa văn hình ngôi sao bắt đầu chuyển động. Bọn chúng giống như đã được sở hữu một thần trí khác người, cướp đoạt những chiếc xe taxi và lái xe một mạch đuổi theo mục tiêu của mình. Sau khi chạy tới gần thì chỉ là vội vàng nhìn lướt qua. Sau đó thì phát động một cuộc bao vây theo hình thức tự sát. Đoàn quân thi thể lái những chiếc xe taxi và bao vây xung quanh chiếc xe cảnh sát. Bọn chúng nhảy lên xe cảnh sát và đập phá. Đội trưởng Dung đã giành lấy tay lái xe. Sau khi đụng thật mạnh vào hai chiếc xe taxi thì lao ra khỏi đường hầm. Còn chưa kịp hoàn hồn lại, đoàn quân thi thể không biết mệt mỏi một lần nữa phát động tấn công. Bọn chúng túm lấy áo của ông giám đốc và kéo tới một bên đường một cách vô cùng chỉnh tề và trật tự. Có người hành hình, có người quan sát. Cho tới khi ông giám đốc không còn chút sinh khí nào nữa thì tất cả thi thể đều hóa thành đất sét, đứng thành một vòng tròn và ngã xuống. Trong vụ án lần này, ông giám đốc đã phải bỏ mạng, ngoại trừ đội trưởng Dung bị thương ở tay, khiến cho độc tố xâm nhập vào cơ thể, nên phải khẩn trương đi vào bệnh viện cấp cứu, thì hầu như không có bất kỳ một ai thương vong. Xem ra chú thuật sư này cũng không phải là một người cực kỳ tàn ác, chuyên vụ hồn phách không ổn định. Ngay trong đêm, ông đã tới cầu xin hội trưởng hãy nhanh chóng tổ chức xin lỗi công khai, nhưng lại một lần nữa bị con gái của hội trưởng là Biuni Giang ngăn cản. Nếu như bây giờ công khai xin lỗi thì danh dự của công ty sẽ sụp đổ và sẽ không còn có thể ngẩng đầu lên được nữa. Nhưng nạn nhân phải chết tiếp theo lại chính là chuyên vụ, phải làm sao đây? Ông ta vội vàng đi tìm Im Jin Hee và nói cho cô biết bí mật động trời của công ty dược. Thì ra công ty muốn nghiên cứu một loại thuốc mới, nên đã dụ dỗ một lượng lớn những kẻ lang thang đầu đường xó chợ và cả những người ngoài tỉnh không có hộ tịch, dùng thân thể họ để thử thuốc, để có tiền. Những người nghèo khổ này hoàn toàn không có sự chọn lựa nào khác. Hơn nữa công ty dược đã lừa dối họ rằng đây chỉ là thuốc trị cảm cúm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nhưng không ngờ rằng những người được mang ra thử thuốc này tổng cộng có khoảng gần 100 người, đều bị sốc thuốc và bỏ mạng ở nơi đây. Thi thể hung thủ mang trên ngực áo mã số PM001 chính là người bị hại đầu tiên trong số những người bị đem ra làm chuột thí nghiệm và thi thể bắt cóc Im Jin Hee trong buổi livestream. Lúc còn sống chính là người quản lý của 100 người thử thuốc này, nhưng toàn bộ các thi thể này đều không hề có hồ sơ, từ lâu đã được báo cáo là mất tích. Hoàn toàn không thể nắm được cái đuôi của công ty dược này, vậy phải làm sao đây? Việc liên quan tới sự sống chết của mình. Nên ông ta đã cắn chặt răng và nói ra địa chỉ cũ của nhà máy sản xuất dược phẩm với Im Jin Hee. Chủ tòa soạn và Im Jin Hee chia làm hai hướng, một hướng sẽ đi điều tra về hồ sơ tư liệu liên quan tới các thi thể, hướng còn lại sẽ đi tới địa chỉ cũ của nhà máy sản xuất dược phẩm, bởi vì nơi đây rất có khả năng chính là nơi mà các nạn nhân đã bị giết chết. Tuy nhiên bên trong đều là những thiết bị nội thất cũ kỹ, trông như thế nào cũng không giống với hiện trường vụ án mạng. Cho tới khi Im Jin Hee mở một cánh cửa, phía sau cánh cửa là những đường vẽ chằng chịt như bùa chú và bao trùm toàn bộ mặt tường. Khi cô vừa định bước tới gần để chạm vào thì lại bị thanh tra Jo Jung Ho Oh ngăn lại. Anh đề nghị cô nên lên trên chờ đợi các chuyên gia tới đây. Chính vào lúc Im Jin Hee quay người bước đi, các đường vẽ trên mặt tường bắt đầu dao động. Hai người vừa đi lên tới tầng 1 thì ở một góc khuất đột nhiên có một thi thể nhảy ra. Lần này nó lại bị hạ gục bởi hai phát súng của thanh tra Jo Jung Ho Oh. Tại sao lại như thế? Thì ra chỉ cần làm đứt cánh tay có hoa văn hình ngôi sao thì tự nhiên thi thể sẽ thoát khỏi sự khống chế. Không kịp để suy nghĩ, bởi vì có những cái thi thể khác đang chuẩn bị tấn công, bọn chúng đuổi hai người tới góc chết. Im Jin Hee đã bị một thi thể siết chặt cổ họng của mình. Khi cô sắp bị nó siết cổ tới chết thì lúc này đột nhiên một thân hình bé nhỏ từ trong góc tối nhảy ra chặt đứt hành vi giết người của thi thể. Sau khi đối phương từ từ xoay người lại thì Im Jin Hee đã khựng lại giây lát. Không ngờ lại chính là cô em gái đã mất tích nhiều năm, bác So Jin. Sau khi bác So Jin nhảy lên trong chớp mắt thì hai tay của cô đã giữ chặt lấy đầu của thi thể. Huyết văn trên cánh tay của cô bắt đầu chuyển động, linh lực bộc phát ra ngoài. Thi thể giống như bị ma nhập, hai cánh tay đưa lên cao, khóa chặt lại như hình dáng cánh bướm. Sau đó với tư thế của một kẻ sám hối, ngã quỵ trước mặt của bác So Jin. Bác So Jin đã tĩnh tâm tu luyện Phật pháp ở Trung Quốc, cuối cùng đã có thể trấn áp được ác quỷ trong cơ thể của mình. Trong lúc ngồi thiền, cô đã cảm nhận được chị gái sắp tới sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi rời đi, vị tăng lữ ở chùa đã tặng một vật cho cô, và bây giờ vật đó đã phát huy tác dụng của nó. Cô rút ra cây bút lông cổ xưa trong túi, quan sát phương hướng của ánh trăng và vẽ một pháp trận kỳ lạ dưới mặt đất. Khi nhìn thấy đại quân xác sống sắp phá cửa xông vào, bác So Jin đập một bàn tay xuống mặt đất. Một cái kết giới từ từ được hình thành, những con xác sống từ bên ngoài xông vào. Quả nhiên đã không thể nhìn thấy được hai chị em. Tuy nhiên thanh tra Jo Jung Ho Oh vẫn còn đang ở bên ngoài kết giới. Bác So Jin xông ra khỏi pháp trận và kéo ác nghiệm ra khỏi cơ thể của từng con xác sống.
Sau thời gian xa cách 5 năm, cuối cùng thì hai chị em đã được đoàn tụ. Nhưng Im Jin Hee lại nhận được một cuộc gọi. Chuyên vụ đã chết ở công ty dược. Cuối cùng thì hội trưởng cũng đã đồng ý thỏa hiệp, công khai xin lỗi trước công chúng. Hai chị em chia ra làm hai hướng. Bác So Jin ở lại đây để điều tra về nơi ẩn nấp của chú thuật sư. Còn Im Jin Hee thì lái xe đi tới hiện trường. Không ngờ rằng những lời xin lỗi của hội trưởng đã né tránh điểm mấu chốt quan trọng. Ông hoàn toàn không nhắc gì tới danh tánh của cả trăm nạn nhân là những người lang thang đã tham gia vào cuộc thử nghiệm. Chính vào lúc Im Jin Hee đang cảm thấy bất lực, thì không có một ai chú ý tới cô trợ lý nhỏ nhắn bên cạnh. Ánh mắt của Jersey dần xảy ra sự biến hóa. Lúc này điện thoại của Im Jin Hee đột nhiên nhận được tin nhắn của chủ tòa soạn. Trong danh sách của hơn 100 nạn nhân, ông chỉ tìm thấy được thông tin hồ sơ của một người duy nhất. Và người này chính là cô trợ lý nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh, Jersey. Thì ra cô ấy cũng đã từng là một trong số những nạn nhân bị bức hại. Và bây giờ cô ấy cũng là một xác chết đang bị điều khiển. Tại sao lại không thể nói ra được một lời xin lỗi ra hồn vậy hả? Hoa văn hình ngôi sao trên cánh tay của Jersey đột nhiên xuất hiện. Chỉ vài động tác đơn giản là cô đã đánh bại được nhân viên an ninh. Cô chạy đuổi theo hội trưởng. Nhưng đội quân chi viện càng lúc càng nhiều, không còn cách nào khác, Jersey đành nhảy ra khỏi tòa nhà và chặn được hội trưởng ngay trước khi ông ta chạy vào lối thoát hiểm. Mối thù này sắp sửa được trả rồi. Về phía bác So Jin, cô dẫn theo mọi người một lần nữa kiểm tra nhà xưởng cũ. Cô quét một đường dài trên tường. Bức tường vốn dĩ được vẽ đầy những văn tự bùa chú, không ngờ lại dần dần tan biến đi mất và lộ ra một con đường ngay trước mặt. Vài tay cảnh sát chìm đang muốn mở cánh cửa ở ngay cuối đường thì phía sau cánh cửa, một ông lão ốm yếu đang ngồi dưới đất. Và đây chính là chú thuật sư mà lâu nay đã điều khiển các thi thể đi giết người. Xung quanh thân thể của chú thuật sư là một làn khói màu đen. Mỗi một bước đi cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Linh lực của bác So Jin không ngừng bị yếu đi và phân tán ra thành rất nhiều tàn ảnh khác. Vì bảo vệ sự an nguy của chị gái, cô đã dốc hết toàn bộ sức lực của cơ thể. Cuối cùng cũng đã kịp ngăn chặn trước khi Jersey giết chết hội trưởng. Hai tay của cô đang ghì chặt trên khuôn mặt của chú thuật sư, nhưng linh lực đã bị phân tán ra phút chốc hội tụ lại vào cơ thể của cô. Để rút ác niệm trong lòng của chú thuật sư ra khỏi cơ thể, Jersey từ từ hóa thành đất sét, mang theo những giọt nước mắt không cam tâm mãi mãi định hình lại ở giây phút này. Miumi Zhang, con gái của hội trưởng, đã lén lút khóa trái cửa lại. Hội trưởng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh đã oán trách sao bây giờ cô ta mới tới. Trước đó cô đã ở đâu thế hả? Miumi Zhang âm thầm lấy ra một lọ thuốc, bẻ gãy một ngón tay của Jersey và giả vờ như đang giúp hội trưởng lau mồ hôi. Chỉ cần quét sơ qua gương mặt như thế, thì khuôn mặt của hội trưởng đã bắt đầu không ngừng lở loét và từ từ chết đi bởi thứ thuốc do ông đích thân chế tạo ra. Đợi tới khi Im Jin Hee chạy tới, thì Miumi Zhang đã quỳ dưới đất khóc nức nở. Cô cảm thấy vô cùng thương tâm đối với sự ra đi của cha. Lúc này, Im Jin Hee vô cùng điềm tĩnh và đưa lên cao cái máy quay cô đang cầm trên tay. Thì ra toàn bộ cuộc đối thoại của họ đều bị thiết bị ghi hình được cài trên ngực áo của hội trưởng ghi lại toàn bộ. Số lượng khán giả trong phòng livestream phút chốc đã tăng lên con số 120.000 mà trước đây chưa bao giờ đạt được. Cuối cùng thì vụ án cũng đã được khép lại. Nhưng thật đáng tiếc là Miumi Zhang dựa vào tài lực hùng hậu của mình nên 3 tháng sau thì cô đã được phán quyết vô tội và thả ra ngoài. Chính vào lúc cô đang chuẩn bị tận hưởng sự tự do thì cô phát hiện chìa khóa xe đã biến mất. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chìa khóa xe đang ở trên tay của Im Jin Hee, đồng thời còn có cả bức ảnh của Miumi Zhang cùng với tấm danh thiếp có đầy đủ tên của cô. Bạn có còn nhớ hay không? Chỉ cần trang bị đầy đủ 3 vật phẩm này thì đã có thể tập hợp đủ điều kiện cơ bản cho việc thực hiện lời nguyền. Được rồi, tôi là Rosil. Nếu như bạn yêu thích câu chuyện này thì nhớ nhấn like và theo dõi nhé. Chúng ta sẽ gặp lại vào bộ phim kế tiếp.